Chipu biểu diễn trực tiếp trên sóng livestream vào ngày 11 tháng 11 làm netizen Trung phát sốt. Sự kiện này được tổ chức bởi Shopee nhân dịp ngày sale lớn nhất trong tháng 11. Vâng, Mai Hương, Eric, Chipu, Mỹ Anh, Lân Nhã, Mai Thiên Dũng và khách mời Quốc Thiên. Cùng dự đoán cặp đôi bí ẩn và Chi Quang Sung lên đến 111 triệu đồng. Quy quà đổi giá và tham gia lắc siêu su đặc biệt xem ngay sinh nhật hội 11 tháng 11 cặp đôi bí ẩn lúc 20:30 ngày 10 tháng 11 trên các kênh truyền hình cũng như livestream trên ứng dụng Shopee. Hiện tại, Chipu có lẽ sẽ trình diễn một số ca khúc nhằm mang lại những giây phút giải trí cho khán giả. Hãy gọi Chipu là doanh nhân, thương vụ bạc tỷ với tập đoàn Sơn Kim, chủ tiệm phở Việt nơi đất khách, từ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình giải trí của Trung Quốc và cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên tiếp cận khán giả xứ Trung. Chipu đã đạt hiệu ứng mạnh mẽ, được đông đảo người hâm mộ Trung Quốc yêu thích và tiếp tục ủng hộ sau chương trình. Đặc biệt, đạp gió còn là bàn đạp giúp Chipu thuận đường kinh doanh tại đất nước tỷ dân. Ngày 13 tháng 10 vừa qua, quán phở của Chipu tại Thượng Hải đã chính thức khai trương. Quán có tên gọi là Gánh, gợi nhớ đến món phở gánh truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội. Tên tiếng Trung của quán là Can Can, có nghĩa là cây tre, hình ảnh gắn liền với làng quê Việt Nam. Ngoài ra, logo của quán phở sử dụng hình chiếc nón và cây tre lồng vào trong tên. Tất cả những món ăn trong quán cũng đều mang đậm nét văn hóa Việt. Bên cạnh phở, Chipu cũng sẽ bày bán một số sản phẩm lưu niệm tại cửa hàng. Khi nói về lý do mở quán ăn này, Chipu chia sẻ rằng cô muốn mang ẩm thực Việt Nam đến cho các fan và mọi người ở Trung Quốc có thể thưởng thức. Phở là một món ăn truyền thống của Việt Nam, chính vì thế cô đã lựa chọn món ăn này và quyết định mở nhà hàng ở Thượng Hải. Chia sẻ tại buổi giao lưu và ký tặng cho các khán giả tại trung tâm thương mại Aeon Man Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ cho biết cô luôn yêu thích thời trang và nội y vốn là một yếu tố quan trọng làm nên sự tự tin của người phụ nữ. Chipu cho biết cô rất mong các cô gái khi mặc lên người những trang phục của Vera và ngắm nghía mình trong gương sẽ có thể hào phóng, tự cho mình những cái ôm và những lời nói tốt đẹp. Khi soi chiếu bản thân và nhìn lại những thứ đã đi qua bằng cái nhìn thật sâu, cô tin rằng các chị em sẽ cảm nhận được sức mạnh và vẻ đẹp đặc biệt của riêng mình. Bởi cô hiểu yêu bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng và hành trình tập yêu lấy mình luôn cần rất nhiều nỗ lực.